Rồi, rồi có gì nè. À rồi, ok, em lời đầu tiên. Hôm nay em tiếp tục lại lên cho các bác một siêu phẩm em ở giấc đời 94 các bác nhá. Liền xe luôn. Tuy rằng cũ của người ta nhưng mới của mình các bác nhá. Đây xe nguyên hình như vậy này. Xe đang làm. Ở nhà hai cái. Em báo giá cho các bác luôn cho các bác biết. Tức là em ở thế giới này đời 94 đang liền xe. Tuy năm tháng cũng đã kiến thì đã để lại cho không thời gian rồi, còn không. Nhưng nói về máy móc thì tí nữa chủ nhà tiết cho chúng ta. Còn riêng cái đầu xe này các bác nhá, kèm thêm một dàn chảo 3 và một dàn chảo 7. Đây các bác, dàn chảo 3 cực kỳ trục xoay, cực kỳ đẹp. Các bác nhá. Đây. Em báo giá cho các bác luôn, em đang đứng ở đít xe. Vỏ mới 18430. Các bác nhá. Đấy, một cặp vỏ, em nói các bác bây giờ cặp vỏ này bây giờ bao nhiêu phí cái này. Mà đây em báo giá luôn cho các bác này, 120 triệu. Một dàn chảo 3, một dàn chảo 7. Các bác nhá, một dàn chảo 3, một dàn chảo 7 đây. Dàn chảo 7 đây. Đây các bác. Đấy, bác nào nhanh lấy dàn đó. Đây. Đây, rồi, các bác nhá. Đây. Đấy, dàn 3, dàn 7, hai dàn. Các bác lấy dàn nào lấy cho em. Đấy, con này. Dàn 7 nhá. Đấy, giá rẻ bất ngờ của A74. Đấy. Chào cái chào còn 60. 65. Chào cái chào 65 suốt cái suốt 27. Em không cần đô em đọc vị. Xe này để dùng cho Belarus hàng đại. Đấy. Tí nữa em review bán luôn dàn già cho các bác và dàn khoan luôn các bác nhá. Đấy. Và em quay lại. Các bác chờ em một chút nhá. Hết sức bình tĩnh, các bác đừng có nôn nóng. 120 triệu một dàn chảo 3 của Thổ Nhĩ Kỳ. Đây các bác trục xoay nhá. Và một dàn chảo 7 và một cặp vỏ của Nguyễn Đình. Đây. Không, cái này của Otani. Cái này Otani vào 18430 bên kia Nguyễn Đình. Còn cái này là của Otani. Otani gì? Của Otani. Hàng Thái mà. Hàng Thái hả? Hàng Thái. 18430. Đây. Chữ Thái hàng Thái của Thái Lan. Chủ chiêu chơi các bác nhá. Chủ chiêu chơi. Đây các bác. Máy móc đang khô ràng luôn. Đúng rồi, hàng Thái. Rồi ok. Đây các bác. Bác nào đang theo dõi kênh của em cũng như cuối năm các bác nhá, chuẩn bị vào đầu năm. Chủ có tâm sự với em là bây giờ chủ lên ô tô các bác nhá, giã từ tức là sân cỏ, cầu thủ của chúng ta giã từ sân cỏ thì các bác biết rồi đúng không ạ, chuyển sang nghề làm huấn luyện viên thì cũng như chủ máy cày này làm ăn rất mê về vấn đề MBZ đúng không ạ. Thế nhưng bây giờ chủ quay sang tức là lên xe tải đây, và kêu Lê Tuấn vào thì rất mong cộng đồng cũng như anh em mình biết được video này, điện thoại cho Lê Tuấn 0394 326 198. Lê Tuấn đã dẫn đến và để các bác đem em nó về các bác nhá. 120 triệu kèm theo hai dàn chảo 7 và dàn chảo 6 đó các bác nhá. 120 triệu.